gì vậy sáng? Nhi. Có chuyện anh đi chưa sáng?
đổi gì hả? Vô Hiếu nó ra đây con xíu nó vô mất tiêu rồi. Một gam người ta cho đó. Ai cho? Người ta cho với phai môn. Kêu bạn anh ra lấy rồi, bà ra lấy chậm xíu nó không còn rồi. Kêu ra lấy mà bà còn cái nồi nó lấy. Bọc gì chứ nó chia ra, để từ thì đang quay chưa chia được, để một tí. Chị xin bà hỏi chị ăn phai môn, chị nói có, lấy cho con ít thôi. Sao vậy? Con ít rồi còn chia cho người ta nữa trời. Nói câu hỏi ngộ. Bà đâu cho vậy? Thì bà y thủ. Cô hỏi mà cho gà hả? Ừ. Thì mới là cải thảo luôn á. Thì cho nữa mình cũng nhớ cho em bắt nha. Mình bắt mày lấy một bắp đi. Chị đâu thích ăn cải thảo đâu. Rồi em đợi lên cho anh sáng ăn, ăn chị không có ăn. Chị lấy bắp cải này, chị xin bắp cải này nè. Rồi, nó còn bả còn có hai bắp rồi chị xin bắp á. Sao xin cho người ta một bắp chứ. Ở đâu ra nữa, còn cho phần bên kia nữa, bả còn cho nhiều nên chị nói con ăn con không ăn được cái này, con ăn được cái bắp kia, cho con bắp kia, cái bả mới cho. Cái ông bán thịt bò trước cừ. Cái này ủa, tới tao nhìn ổng. Ừ, trời em chứ, cự gì. Thân bán thịt bò mấy trăm ngàn ai ăn trời. Ông đưa này lên em đưa cho mấy kia luôn cho. Này con cho đi. Nghe này, chừa lại cho anh Sáu đi. Chừa lại anh Sáu con bắp thôi. Bự này nè. Này con bắp nào cũng được, mà chừa lại con bắp đi. Con bắp nhỏ, nó ngon mà cho anh hai bắp đi. Nè, Sáu rồi nha. Được. Sao cũng được, ai biết rồi đưa cho phòng ba con bắp nè, chi chi đẹp chẳng hiếu, nói chung phòng nào cũng có chứ. Chị mèo chắc còn á, viên hổm chị mèo có một cái thảo không ta? Có thì thật còn, bán ăn đâu đừng đưa bán. Bán ăn đâu đừng đưa phòng mèo. Bán còn. Viên. Viên ơi. Con đưa phòng ba này một bắp nữa. Mày đưa hồi mày đem chán hổm còn bắp cho người ta. Để bên chị đi. Ừ, cũng được. Mày gõ như cái ghiện gì đó ai nghe.
gì? Ủa thì rồi 500 sáng chi? Trời trời cái kia nữa anh Phương đưa sao trời? Có tin tưởng được con mèo. Được không mèo? Được không á trời? Làm xăm banh cái đầu người ta đi. Có cái nhỏ trong cặp á, cái bự ở ngoài nè, mới xuống thang nóng là sao em nhìn quán cà phê nè, thấy không đẹp không, đẹp không, ơi ơi quán cà phê lượt nhỏ này hả trời, với chứ lượt nào trời, bé lớn nó là sành điệu rồi, muốn bự nữa đâu ra. Cột cái gì? Cột ốc lên, cái sẹt nó sẽ không có được, nó có dây thun. Có dây thun không? Hai dây thun, dây thun cột tóc là dây thun lần này con hết nữa gì rồi. Coi trên đó có không? Dây thun cột tóc sao coi trên đây? Không có, dây thun cột tóc không. Ở chị Anh á, bữa cho quá trời luôn rồi đâu. Hỏi bả coi.
Thì ghê quá, nói thì ghê quá bà ơi. Nghe giờ tưởng quỷ không á. Chán cha sáng này ghê luôn á. Đợi bạn anh biết, người ta biết hết trơn rồi chị ơi. Người ta biết trước bà hết trơn rồi, bà ngủ giờ này dậy rồi, người ta biết hết rồi.
quý vị nghe. Còn lại đủ điều kiện để chạy. Sau rồi phải tiêm vaccine một mũi trước ngày 1 tháng 8 là nó mới tiêm 3 tháng 9 này. Thank you.
16 thôi chứ 120 đâu ra, ai bán 120 đâu ra cho anh bán. Đó mà nó cũng sai.
Thank you.
Mưa vậy sáng? Có lợi gì ngoài không? Thank you.